Minasan, ozaimasu. Chào tất cả các bạn và hôm nay chúng ta gặp nhau trong bài số 46 giáo trình Minano Nihongo ni. Và hôm nay chúng ta đã ở bài số 46 rồi, con đường nó không còn dài nữa, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên với em nhá. Rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ học được những kiến thức gì ở trong bài số 46 ngày hôm nay? Đó là tokoro desu, tabakari và hazu desu. Những gì mà sư đã nói rằng là những cái bước chân cuối cùng này thì bài nó càng ngày càng trở nên đơn giản hơn và nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, nó không còn khó hiểu nữa. Thế nên là chúng ta sẽ cứ nhẹ nhàng mà học với em nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau triển khai vào câu chú pháp đầu tiên trong ngày hôm nay, đó chính là tokoro. Với tokoro thì chúng ta ngày hôm nay sẽ triển khai nó gồm 3 nghĩa vậy nhá, gồm 3 nghĩa. Và nghĩa đầu tiên chúng ta sẽ học về về từ tokoro desu. Và về từ tokoro desu là gì thì bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Ở đây là sắp sửa, chuẩn bị. Đã bao giờ trong đời sống mà em nói là đang chuẩn bị dậy, hay là đang chuẩn bị ăn, hay là đang chuẩn bị đi ngủ, hay là đang chuẩn bị đi học hay chưa? Thì khi mà chúng ta nói là chúng ta đang sắp sửa hay là đang chuẩn bị thực hiện một cái hành động nào đó, mà cái hành động đó chỉ còn một chút gì đó là sẽ diễn ra, thì lúc đó chúng ta hãy sử dụng cấu trúc pháp là veru tokoro desu. Rồi, và đây chúng ta có này, sắp sửa chuẩn bị làm một cái hành động nào đó, và phạm vi sử dụng của chúng ta ở đây là dùng để diễn tả hành động sắp sửa chuẩn bị diễn ra và nhấn mạnh vào cái thời điểm trước khi mà diễn ra cái hành động đó, thường đi kèm với các phó từ chỉ thời điểm, giống như là これから, ちょうど, hay là từ ima. Và chú ý này, mẫu câu này diễn tả hành động sắp xảy ra chứ chưa diễn ra đâu mọi người nhá, nhớ là sắp xảy ra thôi chứ chưa diễn ra. Thế nên là bọn em chú ý là chỉ sắp xảy ra thôi. Giả sử như bây giờ mình đang chuẩn bị đi giày vào và đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì bạn nó gọi điện hỏi là mày đã đi chưa? À, tao đang chuẩn bị đi đây. Thì cái hành động chúng ta đã bước ra khỏi nhà chưa? Chưa với em nhá. Nó đang chuẩn bị, tức là đang chuẩn bị đi đây, tức là một chút sau, ngay sau đó thì sẽ đi. Nhưng dù là ngay sau đó sẽ đi là hành động sẽ diễn ra, nhưng mà sao? Tại thời điểm nói là mình đang mới chỉ đi giày, chứ đã ra khỏi nhà chưa? Chưa ra khỏi nhà với nhá. Hay là nói là cậu đã ăn cơm chưa? Thì trong cái tình trạng mình đang ở ngồi ở mâm cơm, nhưng mà mình chưa có đưa cơm lên mồm để mình vào để mình ăn, thì lúc đó là hành động làm sao? Nó chưa diễn ra. Mình nói là mình sắp sửa hay là mình chuẩn bị ăn đây. Thì ý ở đây cái cấu trúc pháp về từ tokoro này, bọn em phải hiểu rằng là chỉ còn một chút nữa thôi là hành động đã diễn ra, nhưng mà tại thời điểm hiện tại nói thì nó chưa được thực hiện, nó vẫn chưa diễn ra bọn em nhá. Thế nên chúng ta cần thiết phải hiểu rõ ràng hộ sensei là như thế. Bây giờ bọn em nhìn đây, sensei có một cái biểu đồ như này. Ở đây cái mảng màu xanh đằng trước này, nó là thời điểm là chưa diễn ra. Cái mảng màu đỏ này, nó là hành động đang diễn ra. Còn cái đằng sau này là hành động là sao? Đã diễn ra xong. Vậy thì ở trong cái thời điểm này là cái thời điểm mà hành động đã diễn ra. Thì ở đây cái việc là về từ tokoro, nó sẽ nằm ở cái chấm tròn màu vàng này. Chúng ta đến cái gạch này, cái gạch màu xanh này là cái gạch là sẽ diễn ra. Đó, hành động bắt đầu. Thì chúng ta có về từ tokoro là đang chuẩn bị, thì cái của em nhìn vào cái chấm màu vàng này, nó chỉ còn cách cái hành động diễn ra một chút xíu nữa thôi, được chưa? Thế lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc pháp về từ tokoro để nhấn mạnh rằng là cái hành động nó đang chuẩn bị và đang sắp sửa diễn ra. Ok. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ với nhá. Ví dụ số 1, Ichiban. Bạn đã ăn cơm chưa? Chưa. Vậy nghe hơi có đó, sẽ đọc lại rồi. Bạn đã ăn cơm chưa? Chưa vậy. Là cậu đã ăn cơm chưa? Đó thì lúc đó mình sẽ hỏi là bạn đã ăn cơm chưa? Chưa vậy. Tức là hỏi là gì đây? Bạn đã ăn cơm chưa? Chưa. Vậy thì câu trả lời là tôi chưa. Bây giờ tôi đang chuẩn bị đi ăn. Vậy thì bây giờ chúng ta nói là đang chuẩn bị đi ăn, trong đời sống của chúng ta đang sắp sửa chuẩn bị thực hiện hành động nào đó, chúng ta sẽ chia động từ đó chuyển sang thể tự cộng với lại từ tokoro desu. Và cả câu chúng ta sẽ có là gì? Bạn đã ăn cơm chưa? Chưa vậy. Thì sẽ là hiru gohan wa mo tabemashita ka? Là câu hỏi trên, đúng không? Câu trả lời dưới này. Ie, kore kara, là ngay sau đây. Thì tabe ni ikimasu là ăn. Nếu mà chúng ta nói là kore kara tabe ni ikimasu là bây giờ tôi sẽ đi ăn. Nhưng mà mình nói là thêm từ về từ tokoro là chúng ta sẽ có thêm cái từ là chuẩn bị. À chưa, bây giờ tôi đang chuẩn bị đi ăn đây. Tức là đang chuẩn bị đi ăn thôi chứ đã ăn chưa? Chưa bọn em nhá. Cái hành động nó sẽ chỉ là gì đây? Là diễn ra ngay trước tại cái thời điểm mà nó sẽ thực hiện hành động. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là về tokoro desu. Được chứ nhỉ? Bây hiểu ý sensei rồi đúng không nào?
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu này với em nhé. Hiruko hàng wa mo tabemashita ka? Ie, kore kara tabe ni iku tokoro desu. Rồi và tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng nhau sang đến ví dụ tiếp theo, ví dụ số 2, mi ba. Đã gọi điện cho người yêu chưa? Dựa bây giờ tôi chuẩn bị gọi. Thì đã gọi điện cho người yêu chưa, chúng ta sẽ có một câu là Koibito ni moderaku shimashita ka? Là cậu đã gọi điện cho người yêu hay chưa? Và bây giờ chúng ta trả lời là chưa. Bây giờ tôi chuẩn bị. Đó, chuẩn bị tức là chuẩn bị thực hiện hành động gọi, chứ chưa gọi vào nhá. Thì lúc đó chúng ta cứ chuẩn bị thực hiện hành động đó. Hãy nhớ là về đứa tokoro desu. Ie, ima denwa suru tokoro desu. Là tôi bây giờ đang chuẩn bị gọi điện đây. Ok. Thế và tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng nhau sang đến ví dụ số 3, samba. Trận thi đấu sắp diễn ra đấy, nhanh lên. Thì đang sắp sửa diễn ra hoặc chuẩn bị diễn ra. Câu hỏi đây là đã diễn ra chưa? Chưa bởi em nhá, mới chỉ sắp sửa chuẩn bị diễn ra thôi. Thì cứ sắp sửa và chuẩn bị diễn ra, chúng ta hãy sử dụng cấu trúc pháp là về đến tokoro desu. Bây giờ chúng ta sẽ có là shia ga hajimarimasu là diễn ra này. Nhưng hajimaru tokoro desu là chuẩn bị bắt đầu, chuẩn bị diễn ra. Hayaku là nhanh lên, ok. Được chứ nhỉ? Và bây giờ chúng ta đọc cùng sensei nhá. Seno. Shi a ga hajimaru tokoro desu yo. Hayaku hayaku. Ok. Thế và đấy là ba cái ví dụ bọn em cũng đã hiểu được đại khái phần nào rồi đúng không mọi người? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện dịch từ phần tiếng Nhật sang tiếng Việt của em nhá. Câu số 4, yêu bạn. Hotelu wa mo yoyaku shimashita ka? Ie, kore kara internet de sagasu. Đây sagasu của em nhá, chứ không có được. Sagasu tokoro desu. Ở đây chúng ta dịch nghĩa là khách sạn ấy, thì bạn đã đặt phòng hay chưa? Ie kore kara là ngay sau đây, thì tôi chuẩn bị làm sao? Tôi chuẩn bị tìm kiếm ở trên internet. Thế vậy là hành động đã diễn ra chưa? Chưa vậy em nhá, mới chỉ chuẩn bị diễn ra thôi. Rồi tiếp tục nào, câu số 5 của bạn. Hikoki wa ima tobitatsu tokoro desu. Thì hikoki là máy bay. Máy bay tokoro là đang chuẩn bị. Đang chuẩn bị tobitatsu là bay lên. Thì tức là chúng ta dịch theo nghĩa xuôi là máy bay thì đang chuẩn bị cất cánh. Câu hỏi đặt ra là đã cất cánh chưa? Chưa cất cánh mấy nhá, đang chuẩn bị thôi chứ chưa cất cánh. Ok. Rồi vào câu tiếp theo là câu số 6, đọc cơ bản. Kore kara dekakeru tokoro desu. Là bây giờ thì tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thì cái câu hỏi đây là đã đi ra ngoài chưa? Chưa bởi em nhá, mới chỉ chuẩn bị đi ra ngoài thôi, một chút nữa là sẽ đi ra ngoài. Ok. Bạn đã hiểu về cấu trúc pháp về từ tokoro chưa bởi em nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến cấu trúc ngữ pháp tiếp theo trong ngày hôm nay, cũng là tokoro, nhưng mà tokoro desu mang ý nghĩa số 2. Và cái này nó khác gì? Khác ở cái cách kết hợp. Vừa nãy chúng ta là về được tokoro, thì bây giờ chúng ta có là VTIRU tokoro desu. Vừa nãy chúng ta dịch nghĩa là đang chuẩn bị, đó, đang chuẩn bị hay là sắp sửa diễn ra động từ. Thì VTIRU tokoro bây giờ chúng ta sẽ dịch nghĩa là đang hay là đúng vào lúc đang. Đó, tức là hành động nó đang diễn ra rồi, chứ không còn chuẩn bị nữa. Và nghĩa là đang làm hoặc là đúng vào lúc đang thực hiện hành động. Và phạm vi sử dụng này, dùng để diễn tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm nào đó và nhấn mạnh vào hành động đang xảy ra. Đó. Và mạnh hơn VT imas thường đi kèm với thằng tự im ọng. Có rất là nhiều bạn hỏi là vậy VT iru tokoro desu là đang thực hiện hành động. Vậy thì VT imas cũng là đang thực hiện hành động. Vậy thì hai cấu trúc ngữ pháp này nó khác nhau gì? Nó khác nhau ở cái, nếu mà bọn em nói là VTIMAS thì chỉ diễn tả là trạng thái tôi đang thực hiện động. Còn nếu mà bọn em sử dụng VTIRU TOKORO DESU thì ngoài cái việc nói là tôi đang làm thì tôi còn muốn nhấn mạnh vào cái thời điểm này là tôi đang thực hiện động. Nó sẽ nhấn vào cái thời điểm đó và nó sẽ muốn nói chốt mạnh hơn rằng là bây giờ thì tôi đang thực hiện cái hành động này. Được chưa nhỉ? Rồi bạn tiếp tục nào, chú ý là không có. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào xem này. Vừa nãy chúng ta có về được tokoro desu. Nó nằm ở cái khoảng này là chuẩn bị hoặc là sắp sửa diễn ra chứ chưa diễn ra vậy nhá. Nó đến cái phần màu đỏ này nó mới diễn ra này. Thì VTIRU ngày hôm nay chúng ta học VTIRU tokoro nó là đang diễn ra. Nó nằm ở trong cái khoảng màu đỏ này với em nhá, là đang diễn ra rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một số những cái ví dụ sau đây. Ichiban. Đã nướng bánh mì chưa? Bây giờ tôi đang nướng đây. Thì người ta muốn nhấn mạnh vào cái thời điểm hiện giờ, người ta đang thực hiện hành động là VTIRU là đang nướng. Thì lúc đó chúng ta hãy triển khai câu này. Pan wa mo yakemashita ka?
là đã nướng cái bánh mì hay chưa? Và bây giờ chúng ta trả lời là tôi đang nướng, sẽ nói là ima yaite iru tokoro desu. Nếu bây giờ chúng ta trả lời là ima yaite imasu là tôi đang nướng, thì đơn giản là tôi đang nướng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là ima yaite iru tokoro desu thì tokoro này nó mang tính là cái thời điểm hiện tại bây giờ, thì tôi đang nướng nó. Nó sẽ nhấn mạnh vào cái thời điểm hiện tại mà tôi muốn nói desu ga. Rồi và bây giờ em đọc cùng sensei nhá. Se no. Pan wa mo yakemashita ka? Ima yaite iru tokoro desu. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến câu số 2. Mi ba. Bây giờ tôi đang dọn dẹp phòng. Thì hành động tôi muốn nhấn mạnh thời điểm bây giờ thì tôi đang dọn dẹp phòng. Lúc đó chúng ta sẽ nói là ima heya o katazukemasu là dọn dẹp. Thì chia sang thể đang dọn dẹp là katazukete iru tokoro desu. Đúng nào? Có phép đọc nào? Ima heya o katazukete iru tokoro desu. Hay, arigatou gozaimasu. Sau đây là tsugi desu ne. Tiếp tục câu số 2. Đã hiểu nguyên nhân hỏng hóc hay chưa? Chưa, bây giờ tôi đang điều tra. Thì bây giờ tôi đang điều tra là hành động đang diễn ra. Đúng nào? Nguyên nhân của hỏng hóc sẽ là koso no genin wa là nguyên nhân của hỏng hóc. Wakarimashita ka là đã hiểu hay là đã tìm thấy chưa? Ie, ima là bây giờ. Shirabete iru tokoro desu là tôi đang ở trong cái tình trạng là gì? Tôi đang tìm hiểu nó, muốn nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại thì tôi đang tìm hiểu, tôi đang điều tra. Ok. Rồi và bây giờ em đọc này. Koso no genin wa wakarimashita ka? Ima shirabete iru tokoro desu. Ok. Rồi và tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng nhau dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt như mọi khi vậy nhá. Câu số 4, yang ba. Ima internet de mise no baso shirabete iru tokoro desu. Chúng ta sẽ dịch là bây giờ thì mise no baso là địa điểm của nhà hàng. Tôi đang tìm kiếm cái địa điểm của nhà hàng bằng internet. Tiếp tục nào, câu số 5 của bạn. Oko-san no namae wa mo kimemashita ka? Là đã, bạn đã quyết định cái tên của gì? Đứa bé hay chưa? Ima sodan shite iru tokoro desu. Là tại thời điểm hiện tại thì tôi đang là gì? Tôi đang thảo luận với lại vợ chẳng hạn. Đúng không? Đó thì bé hãy nhớ hộ sân xe rằng cái cấu trúc pháp đầu tiên chúng ta học là veru tokoro là đang chuẩn bị. Đó, đang chuẩn bị nhá, đang chuẩn bị và sắp sửa diễn ra chứ chưa diễn ra. Còn vete iru tokoro bây giờ chúng ta học nó là đang diễn ra và nó nhấn mạnh vào cái thời điểm tôi muốn nói rằng là đang thực hiện hành động, thì hãy sử dụng là thêm tokoro đằng sau vete đấy. Còn nếu bây giờ mà em chỉ muốn trạng thái diễn tả trạng thái tôi đang làm gì, hãy sử dụng vete iru như bình thường, đúng không? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến cái thang tiếp theo. Tokoro desu mang nghĩa là số 3, bấm nhá. Tokoro desu mang nghĩa số 3 thì nó lại khác với cách kết hợp. Đầu tiên là về điện tokoro, thứ hai là về tệ điện tokoro, và số 3 ở đây chúng ta là về tạ tokoro. Vậy thì cái này nó khác gì so với lại hai cấu trúc pháp vừa rồi? Thì em thấy là cái này nó là vừa mới xong. Nó trái ngược hoàn toàn so với lại cấu trúc pháp về điện tokoro mà chúng ta học đầu tiên. Về điện tokoro là đang chuẩn bị thực hiện động, còn chúng ta về tạ tokoro là vừa mới thực hiện hành động xong, tức là hành động nó vừa mới chấm dứt. Bạn ăn cơm chưa? Tôi vừa mới ăn cơm xong, tức là vừa mới bỏ bát bổ đĩa ở trong cái thời điểm ngay tại thời điểm đó. Đó tức là cái thời điểm mà mình ăn xong đến cái thời điểm mình nói rằng là vừa mới ăn xong nó còn cách nhau không lâu ở nhá, nó chỉ tính thời gian khoảng tầm là 1 đến 5 phút mà thôi. Hay là cái khác, tôi vừa mới gì ra bước vào trong nhà tắm thì chuông điện thoại đổ kêu. Lúc đó là cái hành động mình bước vào nhà tắm vừa mới được một lát thì chuông điện thoại nó lại kêu, đúng không? Lúc đó bạn hãy cứ nhớ là veta tokoro là hành động nó vừa diễn ra thì vừa mới đi ngủ thì đã gì đây, đã có chuông điện thoại. Lúc đó chúng ta cũng nhớ là tôi chợp mắt được khoảng tầm 2-3 phút thôi thì lại có điện thoại. Lúc đó chúng ta hãy sử dụng là ta tokoro desu là vừa mới xong. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nghĩa là vừa mới làm thực hiện hành động đó xong. Phạm vi sử dụng nào? Dùng để diễn tả hành động vừa mới kết thúc và nhấn mạnh thời điểm ngay sau khi hoàn thành, nhớ nhá. Và diễn tả hành động vừa mới kết thúc này và nhấn mạnh cái thời điểm ngay sau khi hoàn thành. Và mẫu này chỉ được đi với trạng thái, trạng từ chỉ thời gian là tatta ima. Tatta ima là vừa mới. Và ví dụ như bây giờ, nếu mà bạn gọi điện cho mình, đúng không? Và mình đang chuẩn bị lên tàu điện thì mình sẽ nói là gì? Là ima densa ni noru tokoro desu. Đúng không? Về được tokoro.
Nếu mà bạn gọi điện cho mình hỏi là mày đang ở đâu đấy, tao đang trên tàu điện. Tức là tại thời điểm này tao đang trên tàu điện. Sẽ nói là Densha ni notte iru tokoro desu. Bạn lại gọi điện hỏi mình mày đang ở đâu đấy? À, tao vừa mới xuống tàu điện xong, tức là tao bước xuống tàu điện trong khoảng thời gian không lâu. Nó tính khoảng thời gian là 3 đến 5 phút. Lúc đó chúng ta sẽ nói là Densha ni orita, Densha o orimasu, theo là từ orita tokoro desu. Đúng rồi, đó. Thì hãy nhớ hộ sensei rằng là chúng ta có tạ tokoro desu là vừa mới thể hiện đầu xong, tức là vừa mới xuống xong. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến cái thằng này. Đó. Đây là về được tokoro chuẩn bị diễn ra. VT được tokoro là đang diễn ra. Còn về tạ tokoro bây giờ chúng ta học là gì đấy? Là cái việc nó diễn ra vừa mới xong, đúng không? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1 Ichiban. Xe buýt thì vừa mới đi xong. Thì xe buýt vừa mới giờ đi xong, tức là cái thời điểm mà xe buýt nó chạy đi, nó không lâu. Nó chỉ cách nhau duy nhất là từ 5 đến 10 giây hoặc là 1 phút mà thôi. Nhớ nhá, thời điểm mà xe buýt nó vừa mới thôi chứ nó không có được lâu. Thì lúc đó chúng ta sẽ nói là Tataima là vừa nãy. Basu ga kita tokoro desu. Nếu mà mình hỏi người khác là xe buýt nó đã đến chưa? À không, nó vừa mới chạy đi rồi. Thì lúc đó chúng ta vừa mới chạy đi, chúng ta sẽ nói là từ deta tokoro desu. Mọi người nhá. Rồi mà tiếp tục nào, câu số 2, Niba. Tôi vừa mới đến nhà xong. Đó, tôi vừa mới đến nhà xong. Thế là cái việc là trở về nhà vừa mới xong. Dĩ nhiên là bạn nói là gì? Thôi bây giờ tao phải về đây. Đó, thì mình cũng thấy là cũng để 9 rưỡi 10 giờ rồi, cũng hơi lo cho bạn. Thì được một lúc mình gọi là alo, mày đang ở đâu đấy? Về đến nhà chưa? À, tao vừa mới về đến nhà xong. Thì cái hành động, tức là bạn ấy chỉ bước chân vào nhà trong thời gian là không lâu, tính là 1-2 phút. Lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là từ ta, tokoro desu. Như là sao? Uchie kaete kita tokoro desu. Là tao vừa mới trở về nhà xong, đúng không? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 3, Samba. Chúng tớ thì vừa mới nói về bản xong. Tức là người thiền thế, con này thiền thế vừa mới nói xong thì đã xuất hiện. Đã bao giờ các em trong hoàn cảnh đấy chưa? Mình vừa mới nói nó về xong, nó xuất hiện luôn. Đó thì cái hành động mình nói, vừa nói về nó xong, nó chưa kết thúc được bao lâu thì nó xuất hiện. Lúc đấy mình thấy là à, nó đúng thời điểm, đúng câu trúc pháp mà mình học. Thì chúng ta sẽ nói là Watashi tachi wa anata nitsuite là về bạn. Hanashite ita tokoro desu. Hanashite imasu là nói chuyện trong khoảng một thời gian. Thì hanashite ita là đã nói chuyện trong một khoảng thời gian nào đó, đúng không? Lúc đó về thêm ta tokoro ở đây nó sẽ thể hiện là gì đây? Là a, cái hành động mình vừa mới kết thúc cái việc là nói chuyện về nó xong thì nó xuất hiện, được chứ nhỉ? Rồi và chắc là bọn em cũng đã ngầm hiểu về cấu trúc là từ ta tokoro rồi, đúng mọi người? Cái cấu trúc bắt đầu nó rất là đơn giản thôi, xen sợ nói nhiều quá thì nó lại thành rối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái số 4, yong ban. Tataima okita tokoro desu. Ở đây dịch nghĩa là tataima là tôi vừa mới. Vừa mới là sao? Vừa mới thức dậy, đúng không? Rất là đơn giản. Câu số 5. Sensei ga kimashita ka? Tataima kita tokoro desu. Ở đây dịch nghĩa là sensei thì đã đến hay chưa? Tataima là vừa nãy. Thì kita tokoro desu là sensei vừa mới đến xong. Tức là thời điểm sensei đến mới cách đây được khoảng tầm là 1 đến 2 phút thôi nha. Rồi câu số 6 đó, rồi cứ bao. Kusuri wa nonda tokoro desu. Là tôi vừa mới uống thuốc xong. Thì cái thời điểm uống nó cách đây cũng chỉ là 1 đến 2 phút. Ok. Mọi em đã hiểu về cấu trúc pháp là từ tokoro chưa vẹn nhỏ. Sẽ nhắc lại một lần nữa nhá. Chúng ta có về được tokoro là đang chuẩn bị diễn ra chứ chưa diễn ra. VT được tokoro là đang thực hiện hành động. Và nó khác với VT ở chỗ VT được tokoro là nó nhấn mạnh vào cái thời điểm đó nó đang thực hiện hành động gì đó. Còn chúng ta có VT tokoro là hành động nó vừa mới diễn ra xong và nó đi với lại phó từ là tata ima. Ok, được chưa nhỉ? Rồi và đó là những gì mà chúng ta học ở cái cấu trúc pháp từ tokoro. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến cấu trúc pháp tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bakari desu. Và bây giờ chú ý hộ sẽ ở đây là từ bakari desu. Nhưng mà nếu mà nói là từ bakari desu nó rất là khó. Nguyên nhân người ta nói là từ bak, thêm cái âm ngắt ở đây luôn là bak, đó là từ bakari, bakari desu, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cấu trúc pháp là veta bakari desu này nghĩa là gì. À, đó là vừa mới. Vừa nãy chúng ta học là gì đấy? Veta tokoro desu cũng là vừa mới. Vậy thì bây giờ chúng ta học veta bakari cũng là vừa mới. Vậy thì vừa mới của từ veta tokoro nó khác gì so với thằng từ veta bakari của cái thằng từ vừa mới này? Thì bây giờ hãy nhớ hộ sensei này, trong đời sống của em ấy nó phân biệt rất là rõ.
Ờ, trong cái tiếng Việt của bọn em khi mà chúng ta nói rằng là mày đang làm gì đấy, tao vừa mới ăn cơm xong, thì cái việc là vừa mới ăn cơm xong ấy, nó sẽ diễn ra tại gì, tại thời điểm nói, cái hành động nó cách đó chưa lâu, kết thúc chưa lâu. Mình ăn xong mình ngồi vẫn ngồi ở mâm và kết thúc nó cũng chỉ còn gì đấy, mới ăn xong được khoảng tầm 1-2 phút, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là Vita Tocoro. Tại sao vừa nãy sẽ luôn luôn phải nhấn mạnh cái việc là hành động đó nó diễn ra, nó đã hoàn thành cách đó chưa lâu, nó khoảng tầm 1-2 phút. Bởi vì Vita Tocoro là nó sẽ chỉ tính bằng cái lượng thời gian cụ thể, đó là cách đó chưa lâu. Còn Vita Bacari này, ví dụ như là mình ăn cơm xong được khoảng tầm 1-2 tiếng rồi, mình nói là vừa mới ăn xong mà đã đói. Thì cái việc là 1 đến 2 tiếng thì nó là cái khoảng thời gian mà người nói người ta nghĩ rằng là mình vừa mới ăn xong, chứ nó không được tính bằng thời gian cụ thể nữa. Thời gian 2 tiếng thì nếu mà nói về cái thời gian thì có phải là vừa mới không, nhưng mà người nói người ta nghĩ rằng là vừa mới, lúc đó người ta sẽ sử dụng là ta Bacardi. Ở đây giả sử như bây giờ nhá, cái thằng từ Bacardi này mà chúng ta sử dụng như này, cái hai người kia vừa mới cưới nhau được có 2 năm thôi mà đã chia tay rồi, thì lúc đó chúng ta sử dụng thằng từ ta Bacardi này rất là dễ. Bởi vì sao? Cái thằng từ ta Bacardi nó diễn tả ý hành động kết thúc chưa được bao lâu, nhưng nó là do theo cảm giác của người nói. Người nói người ta thấy 2 năm là vừa mới, thì lúc đó người ta sẽ sử dụng là từ tà Bacardi, mang nghĩa là vừa mới cưới xong thì đã chia tay. Nhưng có người người ta thấy 5 năm thôi cũng là vừa mới, là vừa mới cưới được 5 năm xong đã chia tay rồi, thì nó cũng là vừa mới. Hay có người người ta nói vừa mới của người ta là gì đấy, là 1 đến 2 năm, thì người ta nói là mới cưới được có mỗi năm thôi mà đã chia tay rồi. Thì lúc đó chúng ta thấy là cái việc vừa mới nó sẽ không phụ thuộc vào gì đấy, vào cái khoảng thời gian cụ thể, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái cảm giác của gì, của người nói. Người ta nghĩ đó là vừa mới thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là ta bạc cà đi. Ví dụ như là nói là CC về nước được lâu chưa, à CC về vừa mới được 2 năm thôi, thì CC nghĩ rằng là cái khoảng thời gian 2 năm từ khi mình trở nước nó cũng mới như ngày nào, nó là vừa mới thôi, thì lúc đó tôi sử dụng là ta bạc cà đi cũng được, được chưa nhỉ? Đó. Và chú ý này, khác với lại thằng từ ta tokoro rất là nhiều. Và bây giờ để xem sẽ miêu tả cụ thể cho em nhá. Dường như chúng ta nói là từ kekkon shita bakkari nano ni rikon shite shimatta và kekkon shita tokoro nano ni rikon shite shimatta. Nếu mà chúng ta nói là vừa mới kết hôn xong mà đã chia tay, thì nó sẽ có hai cái cách để chúng ta có thể nói, một là ta tokoro, hai là ta bakkari, đúng không? Nó đều là vừa mới. Nhưng mà trong đầu người nghe thì người ta sẽ nói, sẽ tưởng tượng ra một cái hành động rất là khác. Nếu mà chúng ta nói là Veta Bakari, cái Kekkon shita Bakari nano ni rikon shite shimatta là vừa kết hôn xong mà đã chia tay. Chúng ta sử dụng cấu trúc pháp này thì người nghe người ta sẽ hiểu, à cái người này người ta kết hôn tức là cũng được một khoảng thời gian. Và cái khoảng thời gian đó theo như người nói người ta nghĩ là gì, đó là vừa mới, cũng có thể là 1 năm hay là 2 năm. Nhưng nếu mà bọn em nói rằng là Kekkon shita tokoro nano ni rikon shite shimatta, thì trong đầu người nghe người ta sẽ hình dung ra này là đang ở trong một cái giáo đường chẳng hạn, đó là hai con có đồng ý lấy nhau làm vợ chồng hay không. Người con trai nói là con đồng ý và người con gái nói là con đồng ý. Thì bởi vì chúng ta đang sử dụng cấu trúc là từ ta tokoro, nó là vừa mới tại cái thời điểm nó cách đó chỉ là 1 trong 2 phút, thì người nghe sẽ là ui nó vừa nói với nhau ở trong cái lễ đường, nó vừa nói với nhau là con đồng ý xong mà chỉ có duy nhất là 2 phút thôi, trong 2 phút mà nó đã gì đấy, nó đã ly hôn luôn. Thì câu nên nó có hên, nó có buồn cười không mọi người? Rất là buồn cười vậy nhá. Thế nên chúng ta hãy nhớ kỹ hộ sen sẻ rằng là khi mà chúng ta vừa mới trong khoảng thời gian nhất định, nó là từ 1 đến 2 phút hoặc là cùng lắm nó lên khoảng tầm 3 4 5 phút thôi, thì lúc đó chúng ta sử dụng là Veta Tokoro. Còn nếu mà chúng ta nghĩ cái hành động đó nó diễn ra nó là do theo cảm giác của chúng ta, nó là vừa mới, lúc đó chúng ta hãy sử dụng là ta Bakari, được chưa nhỉ? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem con này nha. Hai người kia vừa mới kết hôn xong vậy mà đã ly hôn, thì chúng ta sẽ có là ano futari wa kekkon shita bakari nano ni rikon shite shimatta. Chúng ta có từ noni ở đây là gì bé? Noni là vậy mà bé nhá, chúng ta học rồi đúng không? Nó là gì, theo cái cảm giác của người nói là vừa mới kết hôn, ở đây cũng có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, không, có thể 5 6 7 tháng, nhưng dù gì đã là 5 6 7 tháng trở đi thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được ta tokoro nữa đúng không? Đó, bởi vì ta tokoro là nó diễn ra ngay tại cái thời điểm nói. Rồi và bây giờ tiếp tục nào, câu số tiếp theo, câu số 2. Vì mới đến Nhật nên tiếng Nhật vẫn còn kém.
vì vừa mới đến Nhật nên tiếng Nhật của tôi vẫn còn kém. Thì tôi sẽ nói là Nihonge kita bakari desu kara, là vì vừa mới đến Nhật nên tiếng Nhật của tôi vẫn còn kém. Thì cái vừa mới đây cũng có thể là 5 tháng, cũng có thể 6 tháng, 3 tháng hoặc là 1 năm đều được cả. Nhưng nếu mà bọn em thay cái thằng từ tatokoro ở đây thì người ta sẽ hiểu rằng là là mày vừa mới bước chân xuống Nhật, tức là máy bay nó hạ cánh, nó kịch một phát là bước chân đến Nhật, và cách đó 1-2 phút thì tiếng Nhật nó vẫn còn kém, nó rất là hên, đúng nào? Thế nên là hãy nhớ họ xem rằng là phải nhớ là sử dụng ta bakari. Theo cái cảm giác mình nghĩ nó cũng đã trải qua được một thời gian, nhưng nó là gì? Nó vẫn còn vừa mới. Hãy sử dụng cấu trúc là ta bakari của em nhá. Rồi tiếp tục nào, số 4. Nhưng mà vì tôi mới bắt đầu học tiếng Nhật tháng trước nên vẫn chưa nói được nhiều. Thì một tháng đã diễn ra rồi, thì lúc đó chúng ta có được sử dụng Veta Tokoro nữa không? Không nhá. Chúng ta phải sử dụng là Veta Bakari desu. Và cả câu chúng ta sẽ có là Sengetsu Nihon no benkyo hashimeta bakari desu kara, là tháng trước tôi mới làm sao? Bắt đầu học về tiếng Nhật nên là Mada amari hanasemasen, nên là vẫn chưa nói được nhiều. Chúng ta sẽ không thể sử dụng Tatokoro ở đây với em nhá. Rồi ba, tiếp tục nào, ví dụ tiếp theo. Xin lỗi nhá, chả hiểu tại sao cái slide nó cứ nhảy, nó cái đánh số loạn hết cả lên. Rất là xin lỗi mọi người vì đã làm ảnh hưởng phân tâm mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái câu. Vì vừa ăn xong nên bây giờ bụng vẫn còn no. Vì vừa mới ăn xong thì cái hành động ăn xong là em nhớ, nếu mà chúng ta sử dụng là từ tabakari thì nó không phải là vẫn còn đang ngồi trong mâm cơm đâu, mà cái việc ăn xong nó đã gì đấy, đã kết thúc và nó đã hoàn thành được một khoảng thời gian ở đó rồi. Và chúng ta sẽ nói là saki sokuji o shita bakari nanode, là vừa vì vừa nãy mới ăn cơm xong thế nên là onaka ga ippai desu, đúng không? Chúng ta có là gì đấy, là vừa mới ăn xong vậy mà bụng vẫn còn no. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là tabakari để biểu thị cái nghĩa là gì đây? Là tôi ăn được khoảng một thời gian với em nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến câu tiếp theo. Chúng ta sẽ dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Senshu kyuryo o moratta bakari nano ni mo naku natte shimaimashita. Senshu là tuần trước. Kyuryo moratta bakari no ni là vừa mới nhận lương ở tuần trước sau, vậy mà đã tiêu hết rồi. Đã là tuần trước rồi thì chúng ta có thể sử dụng là tatokoro đấy được không? Không vậy nhá. Tatokoro nếu mà chúng ta sử dụng ở đây là vừa mới nhận lương phát xong và tiêu hết trong vòng là một nốt nhạc, trong vòng là một phút, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là tatokoro. Nhưng đây đã là tuần trước thì lúc đó chúng ta phải sử dụng là moratta bakari, đúng nào? Và câu số 6 nào, được cơ bản. Saki heyo soji shita bakari nano ni mo yogorete imashita, là tôi vừa mới gì dọn nhà xong vậy mà nó đã bẩn luôn rồi. Thì đây nó là cũng đã diễn ra một cái khoảng thời gian, nhưng mà do người nói người ta nghĩ rằng là gì, đó là thời gian vừa mới thôi, lúc đó người ta sẽ sử dụng là ta bakari của em nhá. Rồi và bọn em đã hiểu về sự khác biệt giữa ta tokoro và ta bakari rồi đúng mọi người, và sẽ nhắc lại một lần nữa, ta bakari là cái khoảng thời gian nó diễn ra, nó là vừa mới nhưng theo cái cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ của người nói. Còn chúng ta có tatokoro là nó theo khoảng thời gian nhất định cụ thể, là hành động vừa mới diễn ra, nó có thể diễn ra được 1 phút, 2 phút hoặc là 3 phút, 4 phút gì đó, nhưng nó không được quá lâu so cái thời điểm là vừa mới diễn ra xong, được chưa nhỉ? Giờ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến kiến thức cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó là hazu desu. Và hazu desu nó là cái gì thì bây giờ bọn em hãy nhìn ở đây xem nhá. Chúng ta có cách chia này: veru, venai, tinturi, tinuna và danh từ no cộng với thằng từ hazu desu. Vậy thì hazu nó lại giống như là một danh từ, giống như thằng ba ngày trước chúng ta học. Chúng ta cũng chia tinturi giữ nguyên đi, tinturi na giữ nguyên na, danh từ no cộng với thằng từ hazu, và động từ cũng chia về veru và venai như bình thường, đúng không? Và ở đây là chắc chắn là, đã bao giờ trong cuộc sống của em đưa ra một cái phán đoán chắc chắn là điều gì đó sẽ xảy ra hay chưa? Chắc chắn là anh ấy sẽ không đến, chắc chắn là anh ấy sẽ không đi, hoặc chắc chắn là thằng đó nó sẽ đỗ được đại học. Thì khi mà chúng ta cứ đưa ra một cái phán đoán nào đó mang tỷ lệ chắc chắn cao, và nó thể hiện cái gì đây? Sự quyết đoán của bản thân mình là chắc chắn là, chúng ta hãy sử dụng cấu trúc phát là hazu desu. Vậy thì nó sẽ được sử dụng cụ thể hơn như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau xem. Là chắc chắn là nó là nhận định của người nói, và phạm vi sử dụng dùng để nói về những điều xác nhận là chắc chắn dựa trên những cái nguyên cớ mang tính khách quan. Nhớ, nguyên cớ mang tính khách quan, căn cứ để phán đoán đó là hợp lý về mặt logic. Nhớ nhá, nó phải có cái căn cứ,
khách quan chứ không chủ quan nhá, căn cứ khách quan. Sau đó từ cái căn cứ khách quan đó mà nó sẽ tư duy một cách logic để đưa ra được cái kết luận. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một cái người học rất là chăm chỉ, đó, thi tỉnh, thi quốc gia và thi Olympic, đỗ cả Olympic. Vậy thì chúng ta sẽ nói là đối với những người mà học giỏi như này, khách quan mà nói, thì chắc chắn là người ta sẽ thử sức để đỗ đại học, đúng không? Thì lúc đó chúng ta có một cái nguyên cớ, chúng ta có một cái gì đấy, có một cái tài liệu, chúng ta có những cái gì, có những cái lý do để chúng ta đưa ra được cái kết luận chắc chắn là như vậy. Hay sử dụng câu chú phát là has it. Rồi, và chú ý ở đây nó là không có gì để chú ý cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Ví dụ số 1. Con chó này đã ở nhà tôi từ lúc 2 tuổi nên chắc chắn năm nay nó 12 tuổi. Vậy thì bây giờ chúng ta có này, cái tài liệu mà ở đây chúng ta đưa ra suy luận, nó là nó đến nhà tôi từ lúc 2 tuổi, đúng không? Về mặt logic mà nói thì đã 10 năm trôi qua thì chắc chắn là bây giờ nó phải là gì? 12 tuổi. Tức là người ta đưa ra một cái kết luận, người ta đưa ra một cái phán đoán và nó sẽ mang tính chất là chắc chắn cao. Hãy nhớ, nó là mang tính chất logic về lý luận với nhau. Và bây giờ câu này chúng ta sẽ chuyển thành là この犬は2歳の時うちに来たのです。là cái con chó này thì năm 2 tuổi nó đã đến nhà tôi. Và 今年12のはずです。và năm nay chắc chắn nó phải là 12 tuổi. Và bây giờ mời em đọc lại cùng xem thế nhau. この犬は2歳の時うちに来たのです。今年12歳のはずです。đúng không? Tại sao đây là từ no des? No nó là kita no inu des với em nhá. Thì nó sẽ chuyển thành từ no des. Bỏ thằng inu đi bởi vì inu được nhắc đến ở trên rồi. Và tiếp tục nào, câu số 2 như bằng: hãy ăn thử đi vì lá cá tươi nên chắc chắn là ngon đó. Ở đây chúng ta dựa trên một cái cơ sở lý luận rằng đầu bếp nổi tiếng và thứ hai là cá nó tươi. Đôi, tôi sẽ đưa ra một cái gì đấy, phán đoán chắc chắn rằng là gì đấy, là sẽ ngon. Vậy thì tôi sẽ sử dụng là tabete mite kudasai, là hãy ăn thử đi. Shinsen na sakana da kara, vì là gì đấy, cá tươi nên chắc chắn là sẽ ngon. Oishi hazu da yo. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một số những cái câu chúng ta dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt cho nó quen với nhau. Câu số 3, sầm bạc: kare wa ryori no benkyou shite imashita kara, là vì anh ấy làm sao? Đã học về nấu ăn nên là ryori ga jozu na hazu desu, nên là cái món ăn mà anh nấu thì chắc chắn là sẽ gì? Sẽ ngon. Người ta dựa trên cái cơ sở là học nấu ăn, từ cái cơ sở đó nó rất là vững vàng để người ta có thể là sao? Đưa ra phán đoán lập luận là chắc chắn là sẽ ngon, đúng không? Tiếp tục là câu số 4, yêu bạn: kesa Takahashi san wa rendaku shimashita kara, bởi vì sáng nay tôi đã liên lạc với anh Takahashi san rồi nên là kagi no jikan wo shitte iru hazu desu, thế nên nhất định là chắc chắn là anh ấy làm sao sẽ làm sao sẽ biết về thời gian của cuộc họp, đúng không? Vậy thì bọn em hãy nhớ hồ sen sen rằng là cái cấu trúc pháp hazu desu này nó sẽ là gì? Bản thân mình cũng đưa ra những cái điều kết luận hay địa bản thân mình đưa ra những điều phán đoán, nhưng mà nó phải dựa trên một cái làm sao lý do, dựa trên một cái tài liệu mà xác thực và có độ chắc chắn thật sự là cao. Từ cái đó mình sẽ đưa ra một kết luận để mình có thể khẳng định chắc chắn nó là, nó mang cái tỷ lệ thất bại nó rất rất là thấp của em nhau, được chứ nhỉ? Đó, thế nên hãy nhớ hồ sơ xe là trong đời sống của em, nếu mà chúng ta có một cái kết luận, chúng ta từ một cái điều gì đó mà chúng ta đưa ra một kết luận chắc chắn, hãy nhớ đến câu chú pháp là hazu desu với nhau. Ok, và bài học của chúng ta ngày hôm nay, bài số 46, nó cũng không có gì quá khó khăn. Và hãy cố gắng là chúng ta ôn lại để chúng ta có thể nhớ được kiến thức. Bởi những kiến thức sau này nó rất là gần gũi với kiến thức của N3. Và lên N3 chúng ta sẽ được động đến nó rất là nhiều với em nhau, nhất là trong cái đề thi về ngữ pháp. Rồi và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong chương trình lần sau. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Bye bye.